Bạn nhé, hôm nay shop Ba Tư Phật chúng mình sẽ review về chiếc sản phẩm. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Ba Tư Phật sẽ review cho các bạn chiếc mũ GXT 2016 lật hàm. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ cùng bỏ cái lớp mũ, cái lớp túi này ra nhé. Mũ có chiếc túi đựng rất là đẹp. Đây là mặt trước của chiếc mũ. Các bạn hãy nhìn nhé. Mình sẽ quay một vòng để cho các bạn thấy được là chiếc mũ này, cả mặt trước mặt sau như thế nào. Vâng, và mũ lật hàm thì để mở được cái mặt đằng trước này lên thì các bạn nhớ là ở bên trong đây nó có một cái lẫy. Đây ạ. Bạn nhìn cái lẫy của nó đấy. Bạn nhìn thấy cái lưỡi đỏ đỏ đấy không ạ? Rồi, các bạn đặt tay vào đấy. Rồi các bạn ấn vào, đẩy nó lên. Rồi ạ. Thế sẽ lật hàm như thế này. Và bên trong đây, trong cái mũ này có một cái kính. Các bạn có thể hạ nó xuống để gọi là, đây là kính râm che mắt, giúp các bạn đi ban ngày cho nó đỡ chói. Vâng, đấy ạ. Bạn thấy không ạ? Đấy. Bên trong đây thì còn có một lớp đót lỉ rất ấm. Các bạn có thể tháo ra và đem đi giặt nó được. Mình sẽ tháo luôn cho các bạn thấy. Đây nhé, các bạn có thể đem cái lớp đót này đi để giặt. Khi các bạn đội lâu ngày hôi hám thì nó sẽ có thể đem đi giặt. Và bên trong đây nó có một lớp xốp và được làm lỗ thoáng thông khí rất là đẹp, rất là nội, rất là mát, lớp xốp rất dày dặn. Mình sẽ quay lại một vòng cho các bạn xem lần nữa. Và cái này rất dễ co lên xuống bạn nhé. Đấy. Đây sẽ xuống tận nơi lưỡi của nó. Khi các bạn muốn lưng lên, các bạn lại đặt được cái lưỡi bên trong, màu đỏ bên trong và kéo lên. Cái kính này thì ra hạ lên hạ xuống thì ở đây nó có một cái lẫy ở ngay phía bên tay trái. Các bạn đẩy nó về đằng sau thì nó sẽ kéo lên, các bạn đẩy xuống thì nó sẽ hạ xuống. Và chiếc mũ này thì hiện tại bên shop mình đang bán với giá 700.000, so với giá thị trường hiện tại là 799.000 và 750.000. Thì tại sao lại như vậy? Vì shop mình nhập được tận gốc. Và để các bạn đặt hàng thì hãy liên hệ theo số điện thoại 0963 286 458, hoặc có thể đặt hàng trực tiếp qua website www.batuphuot.com, hoặc có thể đặt hàng qua fanpage Facebook của shop, đó là Đồ Phượt Giá Rẻ Ba Tư Phượt. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Thank you.